Xin chào các khán giả của chuyên mục Ngon và Lành. Nói đến Quảng An thì không thể không nhắc đến món mì Quảng. Khi đến nơi đây, nếu quý vị và các bạn không thưởng thức món ăn này thì thật sự là một thiếu sót. Ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món ăn này nhé. Và để biết xem món ăn này được chế biến như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cả anh Nhân. Vâng, anh là bếp trưởng của Đảo Ký ức Hội An. Xin chào anh Nhân ạ. Anh tôi chào em. Có lẽ là với khán giả Ngon và Lành thì cũng đã nhận ra anh Nhân rồi ạ, vì trước đây thì anh cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn một món rất là nổi tiếng ở Hội An, đó là món cao lầu. Vâng, thì ngày hôm nay cũng tại Hội An thì anh Nhân sẽ giới thiệu về cái món mì Quảng. Như anh Nhân đã nói thì đây là một món nói chung của người Quảng Nam đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái xuất xứ cũng như là cái lịch sử của món này như thế nào anh? Cái món mì Quảng này thì ở Hội An đó, mì Quảng nó có hai cái loại mà cái nhân để mình làm mì Quảng. Thứ nhất là cái nhân tôm thịt. Nhưng mà cái người xưa nó là họ chỉ sử dụng cái nhân thịt gà. Thì thịt gà ở đây nó là thật sự là gà, không phải là gà công nghiệp, mà đây là gà thả ngoài vườn. Gà này rất ăn lúa nên chỉ có thịt này nó rất là dai, chắc và ngon ngọt. Thì bên cạnh đó nó thì nói về mì Quảng thì đây là sợi mì nó rất là dai. Đấy. Còn thì bên cạnh cái người cái mì Quảng đó thì nó không thể thiếu đây là cái nghệ và cái củ nán. Đây là nó là cái đặc trưng riêng của cái món mì Quảng. Củ nán là củ gì anh? Củ nán là cái củ nó giống như gần giống như cái củ tỏi nhưng mà cái mùi vị nó khác. Nên chỉ cái người trong cái ẩm thực của ba miền mình đó, thì mỗi vùng miền là cái mì Quảng nó đều khác nhau hết. Không? Và cái củ này là chỉ có nhưng mà ở chỉ có người miền Trung, người miền Trung mới có củ nán này. Nên chỉ khi mà bạn đến Quảng Nam thì ăn mì Quảng thì không thể là không nói đến củ nán này và nghệ tươi. Vâng, thế còn về sợi mì này thì mình cũng làm từ gạo từ, từ gạo, nhưng mà ở đây cái gạo ở đây nó là họ trồng do cái thời tiết nên chứ cái gạo ở đây nó cái sợi mì nên là nó không bở. Nó không có cái độ gãy mà nó là dai. Nó rất là ngon. Vâng ạ. Là ngày hôm nay mình sẽ làm món mì Quảng là thịt gà đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là một cái món gọi là đặc trưng và nó là đầu tiên. Đúng rồi. Là thịt gà. Còn sau này là khi do nhu cầu thưởng thức thì mọi người có biến tấu là có tôm và thịt heo nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Đây là những nguyên liệu chính thì anh Nhân vừa chia sẻ rồi. Thế còn các gia giảm, các gia vị đi theo là gì anh? Trong tôi cũng giới thiệu với bạn đó là trong cái gia vị của người mì Quảng đó thì cái thứ nhất là đậu phụng là nó phải có đầu tiên. Là cái lạc đấy ạ. Lạc đúng rồi. Thì bên cạnh đó nó có tiêu, đường, tỏi, nước mắm. Và bây giờ nó là hồi xưa là không có bột no. Nhưng mà bây giờ nó thì mình thêm tí bột no để cho nó có vị đậm, nó ngọt tí. Thì bên cạnh cái mì Quảng là phải ăn với là ớt xanh. Đây là ớt xanh đây là để ăn với mì Quảng nó đúng, không phải là ớt đỏ như thế này. Nên chỉ có ớt xanh và chanh, bên cạnh đó là chanh. Thì cái mì Quảng, trong cái mì Quảng đó, mình ăn đó, thì nó có nước mắm tỏi nữa. Thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho bạn làm. Mà nhìn thấy ớt xanh là nhìn thấy những cái món ăn của miền Trung rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là hành khô này. Và rau thì chắc là ăn kèm đúng không anh? Đúng rồi, rau sống này ăn kèm rau sống này. Xà lách này, rau thơm và chuối. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào để thực hiện món mì Quảng này nhé. Trước tiên để mình làm món mì Quảng này là thứ nhất là anh sử dụng nghệ trước thì anh sẽ thái nghệ ra. Nghệ miền Trung nó vàng hơn. Mình sẽ sử dụng bao nhiêu củ nắng ạ? Mình sử dụng có khoảng tầm 30 gram thôi. Nó ít hơn nghệ thế. Tại vì nó nhiều quá là nhiều khi có người họ khang họ ăn không được. Có lẽ là bây giờ em sẽ cho gà vào bát để mình ướp nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Để chia cái này làm hai phần ra. Một phần đó là anh bỏ vô đây để anh ướp. Anh ướp cho nó thấm. Còn lại cái phần này nó là để anh tập anh phi trong chảo anh phi vào đây. Đây bây giờ anh ướp đi ạ. Bây giờ anh ướp anh sẽ một thìa nước mắm. Nước mắm nguyên chất. Nước mắm nguyên chất đúng rồi. Muối. Muối tinh ạ? Muối tinh. Một tí đường. Tí đường để cho nó có cái vị nó hơi ngọt ngọt tí. Tiêu nè. Và đây là hạt nêm. Cái này xong tí nữa mình xào hả anh?
Cái này mình để cho nó thấm khoảng tầm 5 phút, cái mình xào nó qua. Bắt đầu mình làm nước mắm để mình ăn với lại mì Quảng. Vậy thì trong lúc mà chờ cho cái thịt gà này được thấm gấm gia vị thì chúng ta sẽ chuyển sang làm món nước chấm nhá. Đúng rồi. Nhưng nước chấm thì mình sẽ phải sử dụng tỏi Không, rồi. nước, đúng rồi, nước chấm là mình sử dụng với tỏi với lại tí ớt thôi. Nước mắm là nó là nguyên chất. Nguyên chất rồi. Bây giờ mình băm cái tỏi này ra. Xíu ớt đỏ. Đúng rồi, mình là thêm một tí ớt đỏ vô cho nó đẹp. Mình sẽ pha nước mắm để ăn mì Quảng. Thì đây là nước mắm nguyên chất. Đổ nó vào trong tỏi với là ớt mình đã băm. Mấy thìa Đấy, anh? 3 thìa. Đây mình cho cả khoảng tầm 2 muỗng cà phê đường này. Mình quậy nó đây. Còn chanh là mình để riêng. Chanh Rồi. là tí nữa mình Đến ăn đâu mình cho chốt cái đến đó. tô nó, thì khi mình ăn nó mình rắc chanh. Gà thì chúng ta cũng đã cái thời gian mà nó ngấm gia vị cũng đã Đúng xong rồi. rồi đúng không ạ? Nước mắm thì anh nhân pha đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang công đoạn đó là món mình xào thịt mình gà. mình xào thịt gà. Gà này đã ướp, mình đã thấm, nó đã thấm rồi. Bây giờ tao mình bỏ gia vị vô mình xào. Thì hồi nãy thì tôi cũng đã chuẩn bị cái Cái phần mà mình phần mình gia vị nghệ thì nén cũng với là còn lại. nghệ mình còn lại. Bây giờ mình bỏ vô để mình xào cái thịt gà này cho nó sang lại. Bây giờ mình cho một vái vào củ nén. Bây giờ mình cho cái nghệ với củ nén này vào, Thơm quá. Nó vừa có mùi cho cái gà này vào để mình xào cho nó sang thịt lại. Để lửa to lên để cho nó sang cái thịt. Cho thêm một tí gia vị nữa, tí nước mắm nữa. Đây mình cho thêm một thìa nước mắm nữa. Một đặc trưng của củ nắng đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là nó hơi hơi mùi nó gần gần giống mùi tỏi đúng nhưng rồi mà nó lại nhẹ hơn. Đúng rồi. Tức là sau khi mà gà Gà của nó chúng đã ta đã sang rồi. săn Đúng rồi rồi. thì mình đổ nước vào. Đúng rồi. Đây anh đổ nước vào đi ạ. Là mình cho nước vào nó sắp sắp thôi. Nước này là nước sôi em. Anh làm sẵn nên vậy mình cho chứ không cần nhiều lắm. Thế và trong cái lúc mà mình Tại vì mì Quảng, nước của ăn mì Quảng đó, nó chỉ là sền sệt sắp sệt chứ nó không có phải là như phở. Vậy là mình sẽ để như thế này đun trong vòng khoảng bao nhiêu lâu để cho cái mệt thịt của chúng ta nó mềm hơn ấy? Mình đun, nếu như mà mình đun nó là có khoảng tầm 20 phút để cho thịt nó mềm. Bây giờ xong cái phần mình đã rim cái thịt gà nó mềm rồi, thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn mình cho tất cả cái nguyên liệu này vào tô mì Quảng để nó hoàn thiện một tô mì Quảng. Thứ nhất là mì Quảng thì nó không thể thiếu cái bắp chuối. Bắp chuối. Đấy, bắp chuối là rau sống thì mà đây là sợi mì, có là mình cho sợi mì vào luôn. Cái này là mình không cần phải trần hả anh? Không, mà nếu không trần mì thì mình mới làm mới nên chỉ không cần Nó rất là trần lại. mềm rồi đúng không Đúng rồi, ạ? mì mà mình trần lại là đúng là cái Lại ướt mì mà quá. để qua đêm, chứ còn thật sự mì này là mì ở Hội An là cái mì này mà nếu như để qua đêm là nó không ngon. Nên chỉ cái mì này là mình phải làm đâu mình ăn đó. Bây giờ mình chan cái nước gà lên. Đây. Nhưng mình ăn nhiều thì mình bỏ nhiều, Đúng còn rồi. mình ăn ít thì mình bỏ ít. Sẽ cho khoảng 4 đến 5 miếng Đúng nữa rồi. thịt gà. Đậu phộng, cho luôn đậu phộng vào. Thì bên cạnh đó là nó, đây là hành hoa. Hành Hành ha. hoa mình thấy thấy lát rồi, mình thấy nhuyễn rồi.
mình bỏ lên một tí cho nó thơm hơn. Thế còn nước chấm này thì mình có cho luôn mà không anh? Cái nước này mình không cho em. Nước này là ai mà thích ăn mặn thì hoặc là họ ăn đậm hơn đó thì họ chan lên. Vâng. Còn những người mà họ ăn lạc thì họ không cần cái này. Vâng. Nếu như mình ăn lạc không cần cái này. Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ra bàn để xem là khi mà thưởng thức cái món mì Quảng này thì có cái hương vị như thế nào nhé. Thời gian chế biến thì bát mì Quảng của chúng ta đã lên bàn rồi. Nhìn rất là đẹp mắt ạ, nhìn là muốn thưởng thức ngay thôi ạ. Xin giới thiệu quý vị các bạn thì đây là anh đầu bếp Lành Nhân thì từ đầu đã đồng hành với tôi rồi. Còn đây là hai thực khách, một người thì từ Hà Nội ạ, cũng giống như tôi ạ, một anh thì người con của Hội An. Vâng. Trước tiên thì không biết là khi mà nhìn những cái bát mì Quảng này các anh cảm nghĩ như nào ạ? Ở đảo Kiếp Hội An thì thỉnh thoảng tôi có vào làm việc và không bỏ qua cái món ăn này. Nó rất là nó vừa dai và nó vừa mềm. Vâng. Nó ngọt và đặc biệt cái món mì Quảng này làm bằng cái sợi bánh ấy. Vâng. Sợi mì. Đây là sợi mì. Vâng. Nó cũng giống như cái mì phở ở ngoài Bắc bọn tôi hay ăn thôi. Vâng. Nhưng mà ở đây thì nó vừa là mềm nhưng mà nó có một cái đặc trưng rất là khác. Vâng. Và nó tạo ra một cái món mì Quảng mà tôi không thể bỏ lỡ. Vâng. Khi mà mỗi một chuyến ở có mặt tại Hội An. Vậy thì còn anh ạ, người con của Hội An thì sao? Đúng rồi. Ăn của đất quê hương mình ạ? Thường ấy thì hai mình hay đi công tác ở xa ấy, thì mình khi mình đi ra ngồi những ví dụ như mình đi Bắc này, đi công tác này, mình hay đi kiếm những nơi mà có chuyên về mì Quảng ấy, mình hay thưởng thức. Nhưng mà cái độ mà mì Quảng của ở Bắc ấy, cũng không bằng ở cái gốc người Hội An của mình chế biến. Nên là mình lúc nào mình cũng nhớ cái món này. Món này món đặc trưng của bên mình. Khi mình ăn vào ấy thì cái nước sốt của nó vừa vặn. Cái màu nó cũng đẹp, cái màu của mùi của mùa nắng và cái nghệ màu vàng rất cái gì là bắt mắt. Cái đặc trưng của nó là cái sốt của gà đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì theo anh Nhân thì cái món ăn này cái điểm mà nổi bật lên chính là cái công đoạn nào ạ? Thứ nhất là mì Quảng là phải có ớt xanh. Vâng. Ớt xanh và chanh. Thì cái rau sống này là tôi để mọi người là khi mọi người sử dụng đó thì mọi người cần thì ăn thêm. À. Còn mọi người cảm thấy rằng đủ rồi thì thôi. À. Thì, tại vì trong cái mì Quảng này đã có rau sống trong này. À, khi mình ăn một miếng mì đó là mình cán một miếng ớt. À. Thì cái nhất là ớt để cái ớt này nó rất là cay mà nó rất là giòn. À. Nó rất là ngon. Chứ không phải mình thái lát ra để mình ăn chung. Rất là cảm ơn anh Nhân thì anh đã hướng dẫn để cho bản thân tôi cũng như là khán giả Ngon và Lành có thể tự chế biến món ăn này thì khi thực thức sẽ ngon hơn đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh Nhân ạ. Và cảm ơn hai thực khách ngày hôm nay cũng đã đến đây để thưởng thức món mì Quảng. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức xem sao ạ. Và một lần nữa thì cảm ơn khán giả nhé và xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.